Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại cung điện Kinh Châu Nhà Hà Nội và ngày hôm nay là ngày 8 tháng 10, là ngày thi đấu đầu tiên của giải pool 9 bóng Hà Nội Open Pool Championship 2024. Giải đấu năm nay thì quy tụ 256 cầu thủ, trong đó có nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới như Jason Shaw hay Federgos, và đặc biệt là cầu thủ pool số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng theo bảng xếp hạng của Matchroom. Và điều này hứa hẹn mang tới một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với những màn so tài kịch tính và hấp dẫn. Các fan hâm mộ Việt Nam rất nhiệt tình, vì vậy tôi kỳ vọng ở lần thứ hai tham dự giải đấu này, các cầu thủ ngày càng hay và lợi hại hơn. Tôi phải đặt mục tiêu cao hơn nữa, tập trung để có thể giành được chức vô địch. Năm nay là lần thứ hai mình tham dự giải đấu và mình thấy là năm nay giải đấu có vẻ là có quy mô hoành tráng hơn năm ngoái. Năm nay có rất nhiều cầu thủ đến từ Philippines và Đài Loan, nên mình nghĩ chất lượng giải đấu năm nay chuyên môn sẽ rất cao. Mục đích của mình thì chỉ là trải nghiệm và học hỏi thôi. Nên là mình cũng không đặt mục tiêu gì lớn. Ở giải đấu năm nay, Lê Tuyết Anh là một trong số ít các cầu thủ nữ tranh tài. Ngoài ra, cô cũng là nữ vận động viên Việt Nam duy nhất được đặc cách tham dự giải đấu. Sau khi thua 2-9 trước cầu thủ của Đài Loan Trung Quốc, Tuyết Anh tiếp tục để thua đáng tiếc 7-8 trước cầu thủ Lê Thành Trung, dù đã có trước đó dẫn trước 7-4. Do vậy, cô gái trẻ đã sớm dừng bước ở giải năm nay. Những ván đầu thì em cảm giác em khá là tốt. Nhưng mà dần khi mà đã lên được đến điểm hưu thì bản thân bắt đầu nới lỏng cái sự tập trung, cười đùa hơn, vui vẻ hơn một chút. Từ đó thì liên tục xảy ra những con bi mà rất là cơ bản nên em đã thua. Giải Hà Nội Open Pool Championship năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10 tại Cung Điền Kinh trong nhà Mỹ Đình, được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của những người yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn PR. Chất lượng năm nay mình thấy ban tổ chức rất tuyệt vời. Nó có giải đấu chuyên nghiệp mà mình thấy lần đầu tiên rất nhiều người cơ thủ chuyên nghiệp trên thế giới, để đặc biệt mình thích nhất là cơ thủ Jason Shaw. Mong rằng anh ấy năm nay sẽ giữ nguyên chức vô địch.